Cán bộ chiến sĩ phải quán triệt nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Sức khỏe của người dân là trên hết. Tướng Lê Ngọc Hải phát lệnh xuất quân đêm 22 tháng 8. Tối 22 tháng 8, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp và Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường 10 tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Ngô Đình Sĩ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn phòng 077 và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp. Ý nghĩa của việc huy động lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh là trách nhiệm và là bản chất quân đội của dân, do dân và vì dân. Đối với lực lượng cán bộ chiến sĩ, quán triệt phương châm chống dịch như chống giặc, coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình với tinh thần sức khỏe của người dân là trên hết. Thiếu tướng Lê Ngọc Hải bày tỏ sự quyết tâm và phát động khẩu lệnh xuất quân lúc 23 giờ cùng ngày. Sau lệnh xuất quân, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lữ đoàn phòng 077 phối hợp với công an và lực lượng quân sự quận Gò Vấp lập tức triển khai các kế hoạch tuần tra, chốt chặn và tăng cường các biện pháp siết chặt chỉ thị 16. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 22 tháng 8, 2.890 cán bộ chiến sĩ của quân khu 7 đã được điều động tăng cường đến 310 phường, xã, thị trấn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng quân đội được huy động về các địa phương chủ yếu thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khai gói an sinh, đi chợ giúp dân, kết hợp tuyên truyền đến từng hộ dân để người dân chấp hành ai ở đâu ở yên đó, không ra khỏi nhà. Bên cạnh đó, trong thời gian siết chặt giãn cách tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tuần tra kết hợp chốt chặn kiểm soát hoạt động 24/24 tại các khu vực quan trọng trong thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 12 chốt kiểm soát cấp thành phố và 251 chốt trạm cấp quận, huyện. Lực lượng quân đội sẽ được thu xếp để ở lại ngay tại phường, xã, thị trấn nơi đang làm nhiệm vụ để hạn chế di chuyển. Từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, người không thuộc trong 16 nhóm đối tượng được ra đường hoặc không mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ đều sẽ bị từ chối khi đi qua chốt kiểm soát dịch. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.